tới ngã tư thì mấy anh em gặp có anh bị xe bị sự cố này, anh Tùng cũng đang kiếm đường vô. Đây là ngã tư nè quý vị, có hai cây cầu ngã tư đường. Giờ mấy anh em mình tới cái địa điểm cua nè quý vị. Đây vườn mát mẻ quá, đây dừa quá chừng dừa. Hình như là nay ông kêu anh Tùng cưa cái dừa hay gì á. Chỗ này anh cũng là lần đầu anh Tùng anh tới đây nè, cho nên là mấy anh em cũng hỏi đường rồi tới, nãy đi cũng bị lạc đường nữa. Ở đây hình như cưa cũng nhiều cây lắm á. Ô cắt bỏ đi. Để làm cái chuồng trại cây tạp để làm gì? Cái đó cắt mẹ nó bỏ nó phải treo phất rồi hết số cây của người ta rồi đó chứ. Cây này cứ củi uổng nên để dài nữa có tính đập tính lấy được. Ôi. Làm gì chứ chú ơi. Bỏ hết. Ờ cắt sạch bỏ hết. Cái cây ngã bự gắn chú cưa chừng 3 4 mét để tấn nữa có làm gì làm ngâm dưới nước mà đâu một. Khúc nào xuống rồi thì lấy vậy cũng được. Khúc bự kia bự ngắn với cây này nè. Có cái nào lấy được rồi lấy không được rồi sạch hết củi hết. Củi cũng vậy dục cũng bỏ vậy. Rồi ra ngoài về dài ngoài có mấy cây nữa. Cái ta xem tới tưởng ha. Ừ. Hả? Không, tới tới đây hả? Ừ, mấy cây này chở vô, vô hôm kia. Vậy là cưa mấy cây chàm, mấy chàm với mấy cây dừa. Đây ba cây chàm với cây dừa nữa. Thanh long Mỹ. Đây có thanh long rồi, mít rồi, nhóc lõi trái cây chứ. Dừa nữa. Hồ trái mít nè, hết hồn trái mít nè. Mít bự hơn mặt thiên nữa. Quay trái mít xong quay mặt em nè. Đó, thấy chưa? Bự hơn mặt thiên. Cái gì vậy? Để nướng thịt thì vậy đó. Rồi qua đây. Dạ, dạ. Quá trời dừa. Cái đó cái gì quá? Sừng trắng với cây giáo đó, sừng với cây dừa cao rồi. Giáo luôn. Lát cao rồi luôn. Mấy chú leo lên mé dùm mấy cái nhánh này dùm nha. Vậy mà leo lên không được đó. Mé cho nó xuông lên đi chú. Ừ, mé nhánh ngoài rồi, chiều nhánh trong. Cho nó đừng có ấy vào cái mai. Đừng che mai nè. Ừ. Rồi, hồi ra nó ở đó. Đó, cây dừa cao, với cây gáo đó, cây này, cây sơn trắng đó. Sơn trắng. Ừ. Sơn trắng. Lên tình hình thấy ổng leo cây hay quá mà mấy thấy số điện thoại điện đó. Sao sao mà bác biết anh Tùng mà bác gọi, bác coi trên YouTube hay đâu? Ừ. Có gì gọi nó... Cái cây này hồi chú đốn luôn chứ để chú mé nữa nó cũng có nhánh nó cũng nhảy ra nữa. Mé cây nhánh cái nữa. Cây này cây cây gì ngoài Đà Lạt em về trồng đó. Chú coi trên mạng chú thấy anh Ủa Tùng xưa. Hay đúng người rồi. Chú gọi điện thoại anh Tùng đến xưa hả chú? Ừ. Ở đây mấy thằng nhỏ nhỏ nó đâu dám leo cây dừa đó đâu, nó đốt phải mé tàu rồi mới đốt lần xuống. Dạ. Ủa mai là chú trồng tre, chú trồng ở đây là không có ai dám cưa cây dừa đó hả chú? Nó đâu có dám leo. Dạ. Như gốc này chú bán khoảng nhiêu chú? Mày đám xuống bán. Dạ, tiếng tiền trước đó mày mua cây. Mày chú trồng bán mà. Ừ, trồng bán. Mà cây này của thằng nhỏ có, mấy cây kia kìa. Nó hỏi trời bác ạ. Cái này bé mấy nhánh tờ thôi chứ. Cái gì vậy? Cắt bỏ mấy nhánh hết rồi cho nó tống rồi. Mấy nhánh tờ còn mấy nhánh bự để. Rồi đi vô trong nước trà của người hả? Cắt phải không? Tính mé cái này nữa hả chú? Mé hai cái này. Mé dùm mấy nhánh ngoài dùm tôi luôn. Mé hết là chừa một cái nhánh này nè nữa. Chưa lấy thân chủ cho anh hả? Chó hay ba cây băng
vàng đó. Mấy cái tầng nó nhỏ. Bây giờ là chú cắt đưa em xem xong. Cái này thì nó như cổng kia lên nhớ. Cổng kia vô dàn dàn con dây vô vợ. Nãy giờ không bí cầu cây nó nghiêng nó chặn. Muốn gặp con cái bò bên kia. Chầm nước này á, rồi nó nghiêng qua bờ bên kia luôn nha quý vị. Nghiêng qua nó cào bên cây dừa luôn. Ở dưới đây là có cái mương ở dưới đây nè. Chẳng là cái góc dưới này nó lung lay.
leo tốt lọt. Do bên kia là cái vườn mít mà đang có trái nữa, nên là ảnh phải cưa nhỏ nhỏ nè, anh thả xuống mương luôn chứ không có để nó rớt trên mấy nhánh mít. Rớt nhánh mít gãy mấy cái đọt mít là nó bị mất sức lắm. Cái nhánh đó, anh cưa xong rồi nó ngã xuống cái đọt mít á, cho nên là anh phải vịn lại. Giờ anh kéo ra ngoài mương luôn quý vị. Đó, cho nó rớt này luôn. Tạm thời nó dướng ở đây, dướng ở trên cái cây. Còn cái cây nó lắc quá trời. Dướng cái dừa. Cưa xong nhánh lắc quá. Giờ anh cưa đoạn đoạn xuống. Những cái loại cây như là cây tràm với cây bạch đàn á, thì cái lớp vỏ của nó dây rất là trơn, nó có cái lớp phấn ở ngoài á. Đặc biệt là cái cây này lớp vỏ của nó dễ tróc ra đó, cho nên là leo nó trơn lắm như vậy. Giờ còn hai nhánh dướng bên cái đọt dừa, ba nhánh rồi. Giờ quý vị coi cái cây lắc. Ở phía dưới có ống nước ở dưới nha quý vị. Anh chưa có lụy xuống. Liền vô bờ luôn. Kia là ngay chỗ cái ống nước cho cái mít á, nên là anh không gieo cả xuống. Xuống luôn à. Chưa biết là anh sẽ hạ gốc hay là buộc dây cái. Bật gốc luôn.
mương, ngã xuôi theo mương á, chứ không có ngã thẳng bên kia. Ngã thẳng bên kia là có cái này trúng trong dây. Ngã xuôi theo mương luôn vậy. Hay quá. Ủi quá trời. Hầm quá trời hầm. Mà nó không gió mai cho không. Dạ, quá. Nước trong ba cái lùm này. Dạ dạ, đừng thôi nước xịt sơ nữa được.